huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại Việt Nam sẵn sàng cho thử thách mới. Mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo tham dự hội thảo diễn ra tại Nha Trang. Đây là một hội thảo cho những người đứng đầu trong ngành giáo dục, qua đó tạo ra môi trường học hỏi và phát triển các mô hình giáo dục tiên tiến. Trong sự kiện này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những chia sẻ về Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo theo DJ Management and Inspire Asian Management. Dự án lần này của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới. Trong khi đó, theo chia sẻ của ông Lê Huy Khoa, người làm phiên dịch cho huấn luyện viên Park Hang-seo khi còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam cho biết, Học viện bóng đá sắp mở không phải mô hình như các câu lạc bộ mà là mô hình cộng đồng, vừa vui vừa học cho các cháu dưới 13 tuổi. Còn nhớ khi chia tay bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chia sẻ ông sẽ mở học viện bóng đá trẻ ở Việt Nam. Bây giờ, dự án này của chiến lược gia người Hàn Quốc sắp trở thành sự thật. Theo một số nguồn tin, ngoài việc sắp cho ra mắt học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể sẽ tái xuất ở Việt Nam và làm việc cho một câu lạc bộ ở V-League.